Đã bao giờ anh chị nghĩ rằng là một căn nhà phố nó có thể có mức giá là từ khoảng 36 đến gần 40 tỷ đồng trên một mét trên một cái căn nhà phố hay không? À vâng, xin chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản, và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến dự án Global City nằm tại khu vực An Phú, quận 2, cũ hay còn gọi là khu vực An Phú, phường An Phú, thành phố Thủ Đức của chúng ta. Đây là một cái dự án về kết nối giao thông thì cực kỳ thuận tiện, và cũng là cái dự án mà theo Tùng đánh giá rằng so với mặt bằng chung khu vực này thì đây là dự án đang có cái mức giá chào bán cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung ở khu vực này nha thưa quý anh chị. À, và đây chính là dự án Global City, trước đây tên của nó là Him Lam City, do tập đoàn Him Lam phát triển, nhưng mà sau đó thì các thông tin hiện tại thì truyền thông đưa ra là tập đoàn Masterise đang phát triển dự án tại khu vực này. À, những video trước đây khi mà Tùng cập nhật về Him Lam City thì Tùng có nói với các anh chị rằng là dự đoán của Tùng là cái mức giá của cái dự án này nó sẽ dao động trong khoảng từ khoảng 200 cho đến khoảng 250 triệu trên mét vuông. Nhưng đáng tiếc rằng là dự án đó, cái mà Tùng phán đoán đó lại hoàn toàn sai lệch. Giá của chủ đầu tư bán ra trong cái đợt đầu tiên này có khoảng là 75 căn nhà phố thương mại, thì với mức giá dao động trong khoảng từ khoảng 36 tỷ trở lên. À, và mức giá theo mét vuông thì nó sẽ dao động khoảng từ 350 cho đến khoảng 400 triệu trên một mét vuông, nghĩa là nó cao hơn gấp đôi so với những gì mà Tùng kỳ vọng khi mà chủ đầu tư bán trong đợt đầu tiên. À, tại sao Tùng lại đưa ra cái mức giá khoảng 200 đến 250? Bởi vì các cái dự án lân cận của cái dự án này, ví dụ như Lakeview City, rồi Palm City, hay là những cái khu vực đất nền dân hiện tại thì chỉ có mức thời điểm đó chỉ đang có mức dao động trong khoảng từ 110 cho đến khoảng 150 triệu trên mét vuông. À, vậy thì nếu như mà dự án này bán ra trong khoảng từ 200 đến 250 triệu thì sẽ là cái mức giá phù hợp. À, và rất là bất ngờ khi mà tập đoàn Him Lam thì họ đúng là một tập đoàn lớn và với những cái tư duy đột phá rất khác người, và họ đã bán ra cái mức giá đầu tiên là khoảng cỡ từ 300 đến 350 đến khoảng 400 triệu trên mét vuông, và chúng ta đang nhìn thấy ngay ở đây chính là các tiến độ của dự án này trong tháng 4 năm 2022 nha thưa quý anh chị. Về cái dự án, thông tin về dự án Global City ấy, thì Global City thì được phát triển bởi tập đoàn Masterise Home với tổng quy mô là khoảng cỡ 117 ha, và sẽ có khoảng cỡ 10.000 căn hộ cao cấp cộng với là khoảng cỡ 1.800 căn nhà phố và villa. Và dự kiến thì dự án này sẽ hoàn thành trong khoảng cỡ 48 tháng, là dao động từ tầm 2024 chúng ta sẽ nhìn thấy cái dự án này được hoàn thành, nhưng mà về khu vực căn hộ thì Tùng nghĩ là nó sẽ còn lâu hơn. Về cái khu vực này á, thì nó sẽ có cái điểm nổi bật của nó sẽ là cái trung tâm thương mại có diện tích rộng lên với 125.000 mét vuông, bao gồm là shopping mall, rạp chiếu phim, nơi bán hàng các thương hiệu, và sở hữu cái vị trí kim cương còn sót lại duy nhất tại khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Chính xác là như vậy thưa quý anh chị. Diện tích dành cho những cái căn đầu tiên của dự án này thì dao động trong khoảng từ 85 cho đến khoảng 120 mét vuông. Những căn nhà phố có diện tích cũng như là xây dựng là một 4 tầng nha thưa quý anh chị. Diện tích sàn sử dụng khá là nhiều. Và tất nhiên là cái mức giá của chủ đầu tư bán trong cái dự án này thì khiến cho Tùng cũng hết sức là giật mình, bởi vì cái mức giá rất là khó tin. Trước đây khi mà khu vực An Phú, An Khánh của chúng ta, nếu một căn nhà phố năm 20 có mức giá dao động trong khoảng từ 20 tỷ, đó là mức giá khá là trung bình, mặt bằng chung tại khu vực An Phú, An Khánh. Nhưng mà cái khu vực này trước đây thì cái mức giá của nó chỉ dao động khoảng 150 đổ lại mà thôi. Thì này, khi mà chủ đầu tư Masterise Home họ bán rumor ra với cái mức giá booking, đang nhận booking thì nó sẽ dao động khoảng 350 đến 400 triệu, thì khiến cho giá trị bất động sản toàn bộ cái khu vực này đã tăng trưởng giá lên toàn bộ, nên tạo ra một cái mặt bằng mới thưa quý anh chị. Ví dụ như các cái khu vực mà trước đây là bên khu vực Phú Hữu của quận 9 đi, có những cái khu vực đó ngay trước đây thì mức giá chỉ dao động khoảng cỡ 80 90 triệu thì nay đã lên đến 100 hơn 100 triệu. Những cái khu vực nào mà có mức giá dao động khoảng 60 hơn 60 thì cũng đã nhảy lên khoảng cỡ 80 đến 90 triệu trên một mét vuông. Đi theo cái dự án Global City này, về cái mức thanh khoản của các cái dự án bên ngoài thì hiện tại Tùng đang thấy còn rất là chậm, và đặc biệt
là cái dự án Global City này á, thì cũng thấy rằng là rất là nhiều nhà đầu tư đã bị dội giá khi mà nghe cái thông tin về cái mức giá trong đợt đầu tiên mở bán của chủ đầu tư Masterise Home. Trước đây thì khi mà chúng ta nói về các cái dự án thường á, thì các dự án thì khi mà cái đợt đầu tiên mở bán ra sẽ luôn luôn là những đợt mà có giá thành tốt nhất của cái dự án. Vậy có nghĩa là nếu như trong đợt đầu tiên này của chủ đầu tư bán ra với mức giá đó thì khả năng sau này cái mức giá những cái đợt tiếp theo Masterise Home có thể khả năng sẽ đẩy lên đến khoảng cỡ từ 400 đến khoảng 500 triệu trên một mét vuông. Như vậy thì nó sẽ đắt ngang với Sala Đại Quang Minh nằm tại khu vực Thủ Thiêm của chúng ta. Nếu như mà với cái mức giá hiện tại bán của chủ đầu tư Masterise Home thì nó sẽ định hướng sau này cái phân khu này, khu vực này nó sẽ tương đương giá với khu vực Sala Đại Quang Minh. Nếu như vậy thì liệu nó có trở thành hiện thực hay không? Nếu mà nói về xét về vị trí cũng như về vị trí địa lý cũng như là vị trí chiến lược thì Tùng vẫn luôn luôn đánh giá cao Sala Đại Quang Minh cao hơn so với dự án ở bên này. Nhưng nếu mà nói về tổng thể khu vực thành phố Thủ Đức thì cũng không có cái dự án nào mà có thể có tiếp giáp được rất là nhiều những con đường lớn. Ví dụ như đường đại lộ Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, rồi cao tốc Long Thành Dầu Giây. Thế thì cái khu vực này về cái vị trí vàng của nó là một cái vị trí mà chúng ta không thể nào có thể phủ nhận được nó. Chính vì vậy mà với cái quỹ đất mà trong trung tâm của thành phố hiện tại bây giờ á, nó đang bị rất là hạn chế và chúng ta cũng không có nhiều những cái dự án lớn phát triển trong thành phố nữa. Chính vì vậy mà đó có thể là cái lý do mà khiến cho chủ đầu tư Masterise Home họ có thể định giá trị bất động sản của họ lên một cái tầm cao mới. Về cái tầm cao này á, nếu như mà về phương diện về đầu tư thì Tùng không có dám tư vấn của anh chị như thế nào trong cái dự án bên này. Bởi vì đối với Tùng thì nếu mà sở hữu một căn nhà phố mà phải chi trả đến mức giá là bằng một căn biệt thự thì nó có vẻ chưa có hợp lý cho lắm trong cái thời điểm hiện tại. Mà chúng ta còn nếu như về riêng về xét về đầu tư thì chúng ta còn rất là nhiều những cái dự án, rất là nhiều những cái khu vực khác có cái giá thành mềm hơn, có cái khả năng tăng trưởng giá tốt hơn. Đấy, về vị trí thì tất nhiên đây rõ ràng là quá là tuyệt vời rồi, vị trí không có gì để chê được cả. Chỉ có điều là với mức đầu tư, mức suất mua một căn nhà phố mức giá như vậy. Vậy thì sau này những cái căn nhà phố nằm tại trong trung tâm Sài Gòn của chúng ta có thể được định giá lên đến vài triệu đô nhờ các cái chủ đầu tư lớn đẩy cái giá trị bất động sản của chúng ta lên rất là nhiều như vậy. Thì cái điều này có tốt hay không tốt? Thì theo Tùng nhận định là cái mức giá hiện tại thì chủ đầu tư đẩy lên hơi nhanh. Nhưng mà rõ ràng là trong cái thời điểm hiện tại thì khi mà các chủ đầu tư phát triển mở bán các cái phân khu mới, các cái dự án mới thì Tùng đang thấy rằng là cái việc mà tăng trưởng giá của các chủ đầu tư lên rất là nhanh. Đây có thể là một phần do cái vấn đề về khi mà nhà nước đổ nhiều tiền làm cơ sở hạ tầng cũng như là có thể là về vấn đề về lạm phát. Khi mà giá thành vật liệu xây dựng tăng trưởng rất là cao, cho nên là chi phí để mà làm cũng như là hình thành một cái khu đô thị nó đã cao hơn rất nhiều so với trước đây, thì chủ đầu tư họ sẽ phải điều chỉnh lại cái giá bán của họ để mà có thể cân đối lại về vấn đề tài chính của họ được. Và đặc biệt là nếu như cái khu vực này thì chủ đầu tư nếu mà họ bán rẻ thì họ cũng không thể nào tìm được một cái quỹ đất nào khác có thể phát triển thêm những cái khu đô thị nữa. Vậy cho nên là họ có thể là họ sẽ đi theo cái hướng là phát triển những cái đại đô thị có quỹ đất lớn như thế này, thì họ phát triển đại đô thị đẳng cấp xịn sò, và cùng với đó là một cái mức giá nó phải xứng đáng với cái tầm đẳng cấp của Masterise Home. Ví dụ như là cái dự án này thì nó không phải là cái dự án mà có mức giá thành cao nhất của Masterise Home đâu. Nếu như anh chị mà để ý thì khu vực dinh thự của Vinhome Grand Park cách cái khu vực này khoảng cỡ 15 cây số thì anh chị sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sắp có những cái sản phẩm dinh thự với cái mức giá là hơn 200 cho đến khoảng hơn 300 tỷ. Nghĩa là với mức giá trung bình trên mét vuông là khoảng từ 400 đến 600 triệu trên mét vuông. Thì thực sự là đây là một cái giai đoạn mà Tùng thấy rất là choáng về khi mà các cái mức giá cũng như là thành tiền của các bất động sản. Và ngay cả với các dự án ở xa như Aqua City trước đây, mức giá biệt thự chỉ dao động khoảng từ 20-30 tỷ. Thì bây giờ các cái biệt thự tiếp theo chủ đầu tư phát triển ra thì nó đã đạt những cái mức giá là từ 45, 50, 60, thậm chí là 70 tỷ cho những cái loại sản phẩm như vậy. Thì tương lai nó sẽ còn có sự tăng trưởng hơn rất là nhiều.
Và Global City là một cái dự án có những cái con đường cực kỳ đắc địa. Xuyên cái dự án này đấy chính là con đường đường liên phường mà chúng ta đang nhìn thấy ngay trước mặt đây. Đây là con đường cực kỳ quan trọng kết nối từ ngay khu vực xa lộ Hà Nội cũng như là đường Mai Chí Thọ đi với xuyên qua rất là nhiều các phường của khu vực quận 9 kết nối về vành đai 2, thì nó tạo ra một cái kết nối giao thông cực kỳ thuận tiện dành cho cư dân sau này từ khu vực quận 9 để đi về trung tâm của Sài Gòn của chúng ta. Đấy thì đây là những cái hình ảnh mà Tùng cập nhật với quý anh chị trong video ngày hôm nay về Global City. Một chút xíu nữa về chương trình bán hàng thì họ đang có những chương trình bán hàng ví dụ như thanh toán 10 trong vòng 10 tháng với mỗi tháng là 10%. Hoặc là chúng ta có thể là thanh toán có hỗ trợ vay ngân hàng không gốc không lãi cho đến khi nhận nhà. Thì đây là những trong vòng khoảng 24 tháng chứ. Và đây là những hình ảnh mới nhất của khu vực An Phú của chúng ta. Và Tùng rất vui được chia sẻ với anh chị trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi và cũng mong nhận được những chia sẻ đánh giá của anh chị về cái dự án này, tiềm năng của nó ra sao. Theo anh chị thì mức giá này thì chúng ta có nên mua ở hay không? Hay là chúng ta có nên mua đầu tư hay không nha? Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau.